ai có xuôi về dùng sông nước miền Tây. Mùa cưới nơi đây rộn ràng xóm dưới làng trên, đèn lồng đó treo cao cổng qua có lối phương hoàng. Ý thiết tình càng một già sắc son, mâm quá cao cầu để duyên mái đầm sâu. Rượu thắm giao bồi nguyện suốt kiếp trọn đời, thuyền tình đón cô dâu sánh đôi bước chung nhịp cầu. Nguyệt lão tơ hồng sẽ mối hương duyên. Ô ô ô kìa kìa, mau tới đây mà xem, mây cô thôn nữ bưng mâm sắc đỏ tươi. Ô ô kìa 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 kìa, xôn xao niềm vui ngày cưới, cho lứa đôi yêu nhau ngó lời. Ô ô ô kìa kìa, khăn đóng áo dài xinh, trai tài gái sắc trao ánh mắt rạng ngời. Ô ô kìa 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 kìa, mái như loan phường hòa minh, như sắc cầm háo hợp đám cưới tưng bừng, qua tiếng hát lời ca. À, trước tiên thì chào Tám. Tám là đại diện của nhà gái. Thì hôm nay là tất cả những người đại diện của họ nhà trai đã có mặt đầy đủ. Đến đây thì xin phép Tám, xin phép chị chủ hôn gái, xin phép anh chủ hôn, để cho họ nhà trai được nhập gia, để cùng với nhà gái thực hiện cái nghi thức lễ đón dâu hôm nay. Anh chị với Tám cho phép ha. Rồi thế thì em mời hai bên thông gia bắt tay nhau tại đây cái. Ai có xuôi về dùng sông nước miền Tây. Mùa cưới nơi đây rộn ràng xóm dưới làng trên, đèn lồng đó treo cao cổng qua có lối phương hoàng. Ý thiết tình càng một già sắc son, mâm quá cao trầu để duyên mái đầm sâu. Rượu thắm giao bồi nguyện suốt kiếp trọn đời, thuyền tình đón cô dâu sánh đôi bước chung nhịp cầu. Nguyệt lão tơ hồng sẽ mối hương duyên. Ô ô ô kìa kìa, mau tới đây mà xem, mây cô thôn nữ bưng mâm sắc đỏ tươi. Ô ô kìa 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 kìa, xôn xao niềm vui ngày cưới, cho lứa đôi yêu nhau ngó lời. Ô ô ô kìa kìa, khăn đóng áo dài xinh, trai tài gái sắc trao ánh mắt rạng ngời. Ô ô kìa 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 kìa, mái như loan phường hòa minh, như sắc cầm háo hợp đám cưới tưng bừng, qua tiếng hát lời ca càng chén nâng ly. Mời cô bác gần xa mừng hạnh phúc trăm năm, sớm thêm gió cho vui nhà, để cho ông bà cùng nhau ấm bồng. Mừng hạnh phúc trăm năm, sớm thêm cháu cho vui nhà, để cho ông bà cùng nhau ấm bồng. Cho anh đắm say yêu người điên cuồng, bông giang ấy đã in mãi vào trí anh, đi nơi nào chốn nào cũng không quên được. Giờ tim anh chỉ yêu riêng mình em thôi, tình yêu anh giống như trăng tròn đêm rằm, mai mai vẫn sáng trong giữa ngàn anh sao. Câu yêu thương làm sao nói hết nên lời. Hơi người có biết trong lòng anh mãi luôn trung tình, bao câu thể xưa nguyện anh không đổi thay. Vì yêu nên anh lu nước mong cho em sống vui yên bình, dù tan đi giá lạnh bầu trời nơi em. Mai và suốt kiếp anh và em sẽ yêu nhau hoài, tay ta cầm tay dìu nhau đi khắp nơi. Dù nhân gian phong ba bão giông em luôn có anh bên cạnh, em yên tâm cứ nơ
nụ cười xinh tươi. Cho anh đắm say yêu người điên cuồng, bông giang ấy đã in mãi vào chi anh. Đi nơi nào chốn nào cũng không quên được. Giờ tim anh chỉ yêu riêng mình em thôi. Tình yêu anh giống như trăng tròn đêm rằm, mai mai vẫn sáng trong giữa ngàn anh sao. Câu yêu thương làm sao nói hết nên lời. Hơi người có biết trong lòng anh mãi luôn trung tình. Bao câu thề xưa nhìn anh không đổi thay. Vì yêu nên anh luôn ước mong cho em sống vui yên bình. Dù ta đi giá lạnh bầu trời nơi em. Mai và suốt kiếp anh và em sẽ yêu nhau hoài. Tay ta cầm tay dìu nhau đi khắp nơi. Dù nhân gian phong ba bão giông em luôn có anh bên cạnh. Em yên tâm cứ nở nụ cười xinh tươi. Dạ kính thưa quý tộc họ nhà gái, hôm nay là ngày đại hỷ, đại cát, đại lợi. Hai họ chúng ta đã có mặt đầy đủ để xe mối duyên lành cho Minh Sang và Hồng Nhi nên vợ thành chồng và trở thành về một nhà chung cha chung mẹ. Thì ngày hôm nay, trước tiên thì em cháu xin giới thiệu thành phần đại diện của họ nhà trai ngày hôm nay. Thì đây là hai ông bà, chủ hôn trai, song thân của chú rể. Còn ngồi phía ngoài là cậu Năm và mợ Năm của chú rể Minh Sang. Đó là phần đại diện của họ nhà trai. Thì phía họ nhà gái em cũng biết anh chị là phụ mẫu của cô dâu. Còn kế bên là dì Tám. Phía ngoài bà hai của cô dâu ha. Rồi phía ngoài là ông ngoại. Rồi hai họ ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cho buổi lễ hôm nay được rộn rã. Dạ cảm ơn hai họ. Dạ kính thưa quý tộc họ nhà gái, thì ngày hôm nay một lần nữa phái đoàn của Nam Chú Hôn chúng tôi hết sức là vinh dự được ông bà chủ hôn gái cùng với vị đại diện là dì Tám đón tiếp họ nhà trai chúng tôi rất là nồng hậu. Đó là sự hãnh diện của phía Nam Chủ Hôn. Và thay lời Nam Chủ Hôn kính chúc sức khỏe toàn thể quý tộc nhà gái cùng với lời chào trân trọng nhất của chúng tôi. Và kính thưa quý tộc hai họ, ngày hôm nay trong nghi thức lễ đón dâu, Nam Chủ Hôn chúng tôi có sắm sửa quà phẩm mang sang đây gồm có 8 mâm. Trong đó có rượu trà, bánh mứt, trái cây cùng với một cái bánh phu thê. Đó là bánh kem thường trưng cho phu thê. Ngày hôm nay, Nam Chủ Hôn chúng tôi xin phép ông bà chủ hôn gái cũng như các vị đại diện cho Nam Chủ Hôn chúng tôi được dâng phần quà đó kiến lên cửu quyền. Và sau đó mời quý tộc hẹn tiền nhà gái dùng lấy thảo với Nam Chủ Hôn chúng tôi. Rất mong phía nhà gái vui lòng nhận quà. Nhà trai trình quà thì nhà gái nhận hai tám. Rồi thế thì chúng tôi cũng hoan nghênh cái hảo ý của họ nhà gái. Chúng tôi xin mời anh chị chủ hôn gái đứng lên khai quà. Rồi em mời anh chị chú hôn hướng với bàn thờ. Và một lần nữa cúi xin cửu quyền. Ngày hôm nay họ nhà trai sang đây làm cái lễ rước dâu, cúi xin cửu quyền về đây cho phép hai họ chúng con được tổ chức buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin mời hai thông gia cùng quay trở vô bàn thờ gia tiên. Chậm chậm đợi con tí xíu. Dạ cúi xin cửu quyền. Hôm nay họ dõi chúng ta tổ chức buổi lễ du quy, họ nhà trai đến đón dâu. Và nghi thức ngày hôm nay thì có rượu trà. Họ nhà trai kính mong cửu quyền về đây hưởng chúc lễ thường, độ trì và phù hộ cho khang tường toàn gia. Hai ông xui đứng gần lại hướng về bàn thờ gia tiên.
kính lễ bằng bốn lễ cúi đầu: nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi em xin mời hai thông gia cùng thượng quà lên và thời gian đi. À, quay cái mặt tiền ra. Rồi, xin mời hai thông gia quay trở vô bàn thờ gia tiên thượng hai chén rượu quý của ngày lễ hôm nay. Hai chén rượu đi tiên là đi lễ. Rồi, một ông để một bên. Để lên đi chút. Trước khi xin mời cô dâu ra sẵn tiền để cùng chú rể làm lễ thực hiện nghi thức kính lễ ông bà quá cố và ra mắt ông bà hiện tiền nhà gái, thì đây là hai chung rượu của họ nhà trai. Chúng tôi xin phép nhà gái đồng ý và chấp nhận cho cô dâu bước ra bàn lễ ngày hôm nay. Dũng ơi, bưng lại mời ông ngoại với bà hai đi. Ông ngoại với bà hai thì chắc là hai người cao nhất ở trong bàn lễ này hen, bên nhà gái. Rồi ngoại ơi, nhận chung rượu để cho phép cháu của mình bước ra nghe ông ngoại. Rồi bà hai luôn. Rồi ngoại bà hai mình về đây xin qua về máy giùm cháu. Rồi đây chưa bà. Bà hai ơi, cười tươi lên tí giùm con coi. Cười cho đẹp lên luôn. Nhắm môi cũng được đi bà hai. Dạ dạ, nhắm môi cho có cái lễ thôi. Thank you.
Rồi hai họ chúc mừng bằng một tràng pháo tay ạ. À, dạ kính thưa quý tộc hai họ, thì cô dâu và chú rể cài bông và trao hoa cũng đã xong. Giờ đây em cháu xin phép hướng dẫn cho cô dâu chú rể kính lễ trời Phật trước trong nghi thức ngày hôm nay. Cô dâu chú rể hướng về ngoài trời kính lễ trời Phật bằng ba lễ cúi đầu: nhất lễ, nhị lễ, tam lễ. Rồi hai em cùng quay trái vô bàn thờ gia tiên. Phước cho ông gì? Rồi hai em ngước nhìn về bàn thờ gia tiên. Giờ một lần nữa cúi xin cửu quyền. Ngày hôm nay chú rể Minh Sang và cô dâu Hồng Nhi đã hiện diện trước bàn thờ gia tiên của họ tộc nhà gái, và cúi xin cửu quyền về đây ban phúc lành cho hai mái đầu xanh. Và một lần nữa chú cháu xin kính cửu quyền và xin phép cửu quyền chốc lát nữa cho cô dâu cắt bước vô quy theo chồng. Hai em kính lễ cửu quyền bằng bốn lễ: nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi hai em cùng quay trở ra. À, cô dâu chú rể ra mắt ông bà hiện tiền bằng hai lễ chào: nhất lễ, nhị lễ. Dạ kính thưa quý tộc hai họ, đến phần nghi thức này thì chú rể xin phép được ra mắt ông bà họ nhà gái, tức là mời rượu buổi lễ ngày hôm nay. Buổi lễ chịu lại tại nhà gái. Chúng cháu cũng biết là họ nhà gái cũng đã tặng quà đêm hôm rồi, thì ngay bây giờ chỉ nhận chung rượu lễ thôi, nhận cái tấm lòng thôi, chứ còn quà thì cũng không cần phải tặng nữa đâu. Rồi sang em bưng hai chung rượu. Rồi hai em tiến tới chỗ bà hai với ông ngoại. Ông ngoại ơi, ông ngoại với bà hai, hôm nay cháu rể kính chung rượu này thì xin phép ông ngoại với bà hai chốc lát nữa để cho cháu gái mình xuất giá vô quy. Chúc mừng hai con nha. Ngày hôm nay thì hai họ chúng ta ai cũng vui mừng và hớn hở để chúc mừng hạnh phúc cho Minh Sang và Hồng Nhi. Rồi hai em cúi đầu cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bà hai với ông ngoại. Rồi hai em gót đây mời dì Tám. Biết dì Tám hay là bà dì Tám đây nữa? Thôi Tám lớn hơn đi, ba mẹ là sau cùng luôn đó, chủ gia đình mà. Rồi Tám ơi, cháu cũng biết là Tám là thợ nấu đại diện lễ luôn, thì công của Tám lớn lắm. Bây giờ một mình Tám nhận nguyên một cặp rượu đó đó, nhận cái tấm lòng của hai cháu mình luôn Tám. Dớt nguyên cặp luôn nghe. Đó. Không, tại vì anh muốn cho cô dâu gót cho chú rể mời. Một mình chú rể mời mà nhà gái. Chắc còn mà, có thêm chưa? Rồi, thay lời hai cháu cảm ơn dì Tám rất nhiều. Chúc sức khỏe dì Tám. Nhi ơi, em bưng một chung rượu lên tay đi. Rồi Minh Sang cũng một chung lên tay luôn. Rồi Sang đứng bên cạnh vai của ba luôn. Rồi, Nhi đứng sát vô luôn. Và kính thưa quý tộc hai họ, và ngay bây giờ thì cô dâu chú rể bưng hai chung rượu hiếu kính này dâng lên song thân của mình. Và trước thì xin được khắc ghi công sinh thành của cha mẹ, và sau đó thì xin phép cha mẹ để cắt bước theo chồng, sống một cuộc sống mới, tạo dựng hạnh phúc và tương lai. Thì hôm nay hai con cung kính ba mẹ bằng hai chung rượu nè. Chú rể mời ba đi, cô dâu mời mẹ. Hai ông bà cũng ly lại, cũng cái ly lại. Chúc mừng, mừng ngày hạnh phúc của con mình nghe. Cô dâu chú rể đứng gần cho ba mẹ đi cưng. Nhi. Rồi nhìn về máy chụp giùm em Rồi xin mời hai ông bà cạn chung rượu mừng ngày cưới của con gái. Hai em nhận lại chung rượu của ba mẹ. Nhận lên tay. Đúng rồi, để xuống đây. Rồi hai em hướng về ba mẹ, kính lễ ba mẹ bằng hai lễ cúi đầu nha. Nhất lễ, nhị lễ. Thì ba mẹ có lời nào chúc phúc cho hai con hay dặn dò gì không? Anh nói vài lời cho em thu tiếng đi chị. Cậu xin phép được ra mắt bên họ nhà trai, còn có ba mẹ và cậu năm mợ năm. Phần này thì nàng dâu bưng lên mời đi. Đó, anh Dũng có. Rồi Hồng Nhi ơi, một mình em mời thôi, em mời ba trước đi. Chú ơi, dâu mời chung rượu chú. Mời ba cái đi. Rồi nàng dâu mời tiếp mẹ cái nữa. Thím ơi, dâu mời rượu à. Rồi hai ông bà cùng ly lại, mừng hạnh phúc của con mình. Cô dâu chú rể đứng gần đi em.
Rồi giữ lên tay chú, rồi xin tấm hình nha. Thiếm ơi nhìn về máy bên kia, thiếm nhìn về máy. Rồi tiếp theo cô dâu mời hai chung rượu kế tiếp là đại diện. Rồi cậu Năm ơi, cháu dâu mời nha. Tới mở Năm luôn, dối thẳng qua, dối qua đứng bên đó mời luôn đi cưng. Rồi trở ra phía sau đứng, hai đứa em đứng sau lưng cậu với mợ. Rồi cậu mợ ơi, uống ly rượu mừng chúc phúc cho hai cháu nha. Uống ly rượu mừng chúc cho hai cháu càng hạnh phúc nha. Rồi thay lời hai cháu cảm ơn cậu Năm, mợ Năm. Rồi đây nè, cầm cầm cái ly này cháu đi. Hồng Nhi em xè cái tay giữa của em ra đi, Hồng Nhi bỡ dưới nè, cái tay trong đúng rồi. Quay mặt ra phía ngoài, hai đứa sát cái bờ vai bên trong là giùm anh. Sang ơi, chàng tay xuống eo dõi em đi Sang. Chàng qua ôm eo dõi em. Sang đứng xin lên. Sang hơi quay người lại dõi em, quay ốp cho. Cô dâu hơi nghiêng lại chú ghế tí. Đúng rồi, cùng nhìn về phía ngoài. Mái đầu hơi nghiêng lại, đúng rồi, đẹp đôi quá. Dạ kính thưa quý tộc hai họ, thì chúng ta đang chứng kiến cô dâu chú rể bưng chậu cao, có nghĩa là cái dĩa lộc để dâng lên ông bà của mình trong ngày lễ nhà trai đón dâu hôm nay. Thì giờ đây chậu vàng đã gói trọn cao xanh, tình anh sẽ mãi bên em đến trọn đời. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc phúc cho hai cháu mình ạ. Dạ cảm ơn hai họ rất nhiều. Hai em quay trở vô bàn thờ gia tiên, cúi đầu bằng bốn lễ. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi hai em cùng thượng lòng. Bên kia trống để bên kia cũng được em. Kế chai rượu nhỏ đó. Dạ kính thưa quý tộc hai họ, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 6 nhằm ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch. Hai họ chúng ta đã có mặt đầy đủ để tác hợp mối lương duyên cho chú rể Minh Sang và cô dâu Hồng Nhi. Buổi lễ được diễn ra tại tư gia nhà gái, hoàn thành trong một bầu không khí hết sức là vui tươi, ngập tràn hạnh phúc. Một lần nữa, em cháu xin đại diện cho phía chủ hôn nhà trai chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của quý tộc nhà gái đã dành cho họ nhà trai chúng tôi ngày hôm nay. Và chốc lát nữa, họ nhà trai chúng tôi xin phép họ nhà gái cho họ nhà trai được đón dâu về gia đình tư gia nhà trai. Và đồng thời họ nhà trai chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời quý tộc hiện tiền nhà gái nhín chút thời giờ quý báu trước là đưa con cháu về nhà chồng và sau đó vào sảnh tiền của gia đình tư gia nhà trai chúng tôi ngồi dự buổi lễ ra mắt tại nhà trai. Đó là phần họ nhà trai xin phép được rước dâu và mời họ. Xin mời phía đại diện nhà gái là dì Tám phát biểu cái ý kiến của mình. Nhà trai xin rước dâu. Cảm ơn nhà trai, hôm nay là ngày lễ rước dâu. Gia đình rất là hân hạnh. Rất là cảm ơn nhà trai. Chúc gia đình được dồi dào sức khỏe, nhà trai được dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nhà gái dạ. Cũng nhận lời đưa dâu. Dạ, dạ rồi, một tràng pháo tay thật lớn nha. Chúng ta cũng vừa nghe đại diện của nhà gái chấp nhận cho họ nhà trai được rước dâu và cũng đồng thời đưa dâu sang nhà trai. Thì hai họ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để khép lại tại tư gia nhà gái. Dạ, xin cảm ơn hai họ rất nhiều. Hai em cúi đầu lễ.